kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự Chiến thắng phố Giàng, vang mãi bản hùng ca. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phố Giàng, địa danh một thời vang vọng với chiến tích oai hùng của những chiến sĩ tiểu đoàn 11 phủ thông và nhân dân địa phương trong trận công đồn cách đây 70 năm. Dấu ấn của trận đánh đồn vẫn còn in trong tâm trí của những người lính, những người cựu chiến binh tiểu đoàn 11 phủ thông năm xưa. Đồn phố Giàng nằm giữa thung lũng, xung quanh là núi, sông, suối nước sâu, có thể bao quát theo dõi toàn bộ các hoạt động dưới lòng sông và hai bên bờ. Phía bắc và phía tây là vực sâu, phía nam được bao bọc bởi vách đá cao, phía đông là dòng sông chảy, còn bên trong đồn là hệ thống hào sâu. Vị trí của đồn khống chế được cả đường bộ và đường sông. Không một sự lưu thông nào có thể thoát được tầm khống chế của súng đạn. Đồn phố Giàng được thực dân Pháp xây dựng là nơi đóng quân của sở chỉ huy tiểu khu địch, quân số hơn một đại đội, có pháo và nhiều ưu đại liên phòng thủ kiên cố. 70 năm đã trôi qua, những dấu ấn của trận đánh đồn phố Giàng vẫn như chưa hề phai mờ trong tâm trí của những người lính. Những người cựu chiến binh tiểu đoàn 11 phủ thông năm xưa. Và âm hưởng của bản hùng ca năm đó vẫn còn vang mãi với vùng đất và con người Bảo Yên. Trong đó, có những người trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử ấy, có những người chỉ được biết đến qua sử sách, qua lời kể, nhưng đều thấu hiểu về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng, sự hy sinh của đồng chí, đồng đội, góp phần giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược, để miền đất Bảo Yên có được sự chuyển mình tươi mới như ngày hôm nay. Ông Hoàng Kim Trúng, bản Guộc, xã Lương Sơn, là một trong số ít những người còn lại trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu. Dù lúc đó, ông mới chỉ được hơn 10 tuổi, nhưng ký ức về trận công đồn vẫn như vừa mới xảy ra. Tất cả các cỡ súng ở bên dãy bên bệnh viện lên đấy thì tập trung chút xuống cái đồn phố Giàng, xong là một lúc thì cái khẩu đại bác ở bên kia soi bảo bên kia đấy, bên kia sông đấy mới nổ uinh, ôi dồi tần sang đúng vào cái tổng đài của nó, xong thì nhà cửa thì thấy tung tóe lên hết, cháy ngùn ngút hết. Thấy được vị trí tầm quan trọng của đồn phố Giàng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Sông Thao tập trung lực lượng gồm 3 tiểu đoàn 11, 79 và 54 để đánh địch. 18 giờ ngày 24 tháng 6 năm 1949, pháo binh ta bắt đầu bắn vào đồn địch, áp chế các ụ súng của chúng. Tiếp đó là hiệu lệnh kèn bộ đội của tiểu đoàn phổ thông bắt đầu tấn công quân địch. Bộ đội ta chia làm 3 mũi đánh đồn. Ta và địch giành giật nhau từng đoạn giao thông hào, từng lô cốt ụ súng. Đến ngày 26 tháng 6 năm 1949, đồn phố Giàng bị hạ. Chiến thắng đồn phố Giàng đã đập tan tuyến phòng thủ trọng yếu của địch, làm cho trên 60 km phòng tuyến của chúng từ Yên Bình đến Bảo Hà bị cắt làm đôi, phá vỡ toàn bộ tuyến phòng thủ Bảo Hà, phố Giàng, Nghĩa Đô của địch, tạo điều kiện cho quân ta tiến lên giải phóng phố Lu, đưa chiến dịch sông Thao đi đến toàn thắng, giải phóng thêm được hơn 600 km vuông. Với hàng chục vạn nhân dân các dân tộc thoát khỏi ách kìm kẹp của địch, mở rộng hành lang bảo vệ vững chắc thủ đô kháng chiến Việt Bắc. Cũng từ đó, mở đường lên Tây Bắc để sau này quân ta làm nên chiến thắng Sơn La, Nà Sản, Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đến ngày tháng 25 là đại đội 22 là mở đầu kích đánh thẳng vào trung tâm của địch và tiêu diệt của chúng. Trong lúc đó chúng là bỏ phải rút chạy một bộ phận ra khỏi trận địa và chúng ta giải phóng trận phố Giàng. Từ quá khứ lịch sử hào hùng, người dân thị trấn phố Giàng nói riêng, huyện Bảo Yên nói chung luôn phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
từ một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay Bảo Yên đã có những bước phát triển về mọi mặt. Từ năm 2015 đến nay, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, bình quân từ 12 đến 14% trên năm. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với 97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% các xã có đường, ô tô, dải nhựa đi đến trung tâm. Thu nhập trên mỗi ha diện tích canh tác đạt trên 70 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng trên người trên năm. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục 3 cấp gồm các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được mở rộng quy mô, từng bước nâng cao chất lượng. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đang được Đảng bộ tích cực triển khai thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn. Người dân đã đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, hiến hàng chục nghìn km vuông đất xây dựng được giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. Hiện nay, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn coi trọng công tác xây dựng, phát triển đảng. Đến nay, Đảng bộ huyện có 50 năm chi đảng bộ trực thuộc, với 419 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trên 4.860 đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, niềm tin trong nhân dân đối với đảng được củng cố và ngày càng phát triển. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được tôn vinh và nhân rộng. Vẫn còn đó, sừng sững oai phong thành cổ Nghị Lang, hòa vào trong dấu rêu phong của lịch sử. Vẫn còn đó, chùa Phúc Khánh linh thiêng tọa lạc trên đồi cao, rồi bia lịch sử của đội thanh niên xung phong Hà Nội trong những ngày tiền phong đi khai phá quốc lộ 70. Còn đây, khu di tích lịch sử Đồn Phố Giàng như một nhân chứng lịch sử của những ngày chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta. Nhà văn, liệt sĩ Trần Đăng đã ghi lại tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu cũng như không khí từng giây từng phút của trận công Đồn Phố Giàng. Nhà văn đã không bỏ qua những tình tiết, những con người trong những giây phút tiến quân vào thủ phủ của kẻ thù trong ký sự trận Phố Giàng. Qua đó, giúp chúng ta hình dung và như trở về với không khí hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi ấy, tại Phố Giàng, cuộc công đồn của bộ đội ta và những chiến thắng oanh liệt nơi đây đã để lại một mốc son lịch sử chói lọi. Khu di tích đang được đầu tư, tôn tạo ngày càng khang trang và Đồn Phố Giàng từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Bảo Yên. Bảo Yên vinh dự có cái di tích trận Phố Giàng. Do vậy là đây là một trong những cái nơi mà truyền thống giáo dục cho các lớp thế hệ trẻ rất là tốt. Đồng thời là chúng tôi cũng chỉnh trang lại để có cái cơ sở để giáo dục truyền thống. Và từ đó là giúp cho những cái lớp lớp thế hệ trẻ là phát huy cái truyền thống bảo vệ Tổ quốc. Chiến thắng Phố Giàng là một chiến thắng được ghi vào lịch sử và đây là một cái niềm tự hào của địa phương đối với thế hệ trẻ thị trấn Phố Giàng. Nhằm phát huy cái vai trò truyền thống của thế hệ cha anh đi trước thì đoàn viên thanh niên thị trấn Phố Giàng cũng cố ra sức thi đua phấn đấu học tập và rèn luyện cũng như là phát triển kinh tế nhằm xây dựng quê hương thị trấn Phố Giàng cũng như huyện Bảo Yên ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn nữa. Tự hào về quá khứ hào hùng, oanh liệt, truyền thống hun đúc bằng xương máu của bao thế hệ cha anh, cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới. Giờ đây, lịch sử đã sang trang, thế hệ trẻ Bảo Yên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng năm xưa, mang tiếp tài năng, trí tuệ và sức trẻ của mình xây dựng quê hương, đưa Bảo Yên thành
thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, trang truyền hình địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.